Thực ra là lấy tinh trùng thì có nhiều cách, mà cách tốt nhất là gì? Bệnh nhân tự lấy tinh trùng, đấy là cách tốt nhất. Đấy, vì như thế tức là bệnh nhân hoàn toàn có thể chủ động và như thế sức khỏe bệnh nhân sẽ tốt hơn. Còn nếu bệnh nhân không thể chủ động lấy được thì chúng tôi có thể dùng thuốc để cho bệnh nhân xuất tinh ra được. Còn đối với trường hợp mà không thể xuất tinh được hoặc là do vì một nguyên nhân nào đó không có tinh trùng hoặc do tắc thì chúng tôi có thể tiến hành các cái biện pháp can thiệp để lấy được tinh trùng ra để thụ tinh. Hai biện pháp mà chúng tôi hay làm nhất đó là biện pháp PESA tức là chọc hút để lấy tinh trùng qua màng tinh, và biện pháp thứ hai là biện pháp TC tức là lấy tinh trùng từ ống dẫn tinh, là hai biện pháp mà ít xâm lấn nhất mà chúng tôi đang làm hiện nay, ít ảnh hưởng đến bệnh nhân nhất.